Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng tại viện Chiên Tu, cùng các cụ và kính bạch chư tôn đức tăng trên chùa Quán Thế Âm và toàn thể quý Phật tử hôm nay đang cộng tu một ngày chủ nhật hàng tuần, đang tham dự phóng sanh trực tiếp. Và kính thưa toàn thể quý Phật tử đang xem trực tiếp trong nước Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Hôm nay ngày mùng 3 tháng 4 năm 2022, nhằm ngày mùng 3 tháng 3 năm Nhâm Dần, tại viện Chiên Tu vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật hôm nay, phát trực tiếp cái phóng sanh trong ngày hôm nay. Thì trước khi Thầy Minh đọc văn sao cũng như là làm cái lễ phóng sanh, thì Giác Nhàn có vài điều để mà chia sẻ và thông báo cùng toàn thể quý Phật tử. Đến ngày hôm nay là 22 ngày phóng sanh mỗi ngày 10 triệu. Đó là cái quỹ phóng sanh của Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà Chùa Quán Thế Âm. Và còn 8 ngày nữa là hết 1 tháng, chúng tôi phát tâm 1 tháng 300 triệu, tức là mỗi ngày 10 triệu. Sau đó rồi cứ mỗi ngày 5 triệu, tức là 1 tháng 150 triệu. Vì sao trong cái lúc dịch bệnh này chúng tôi trích cái quỹ trong Tam Bảo ra để làm cái lễ phóng sanh như vậy? Vì hiện tại dịch bệnh nó cũng đang phát tán rất là mạnh. Chúng tôi muốn những người trên toàn thế giới cũng như quý Phật tử lưu tâm đến cái chương trình phóng sanh này. Lưu tâm ở đây tức là chúng tôi có cái tâm niệm mong rằng mỗi ngày quý vị vào tham dự. Còn cái việc đóng góp thì tùy theo khả năng của mình, có cũng được, không có cũng không sao. Riêng cái công việc Phật sự chúng tôi làm thì lượng theo sức của mình, chứ không phải là khi làm rồi mình kêu gọi hoặc giả là mình làm để mong cho người khác phải cúng dường. Cái chuyện Phật sự phải là như vậy mà tùy duyên. Nếu mình có khả năng được ít thì mình phóng sanh ít, có nhiều thì mình phóng sanh nhiều, không có thì khỏi phóng sanh. Tùy duyên làm Phật sự chứ không có phan duyên. Phan duyên tức là mình bị phân tâm, mình kêu gọi không có rồi mình phiền não. Đó là việc phóng sanh, cũng như in kinh, cũng như xây chùa, cũng như nuôi chúng vân vân. Đối với Hòa Thượng Tịnh Không cũng như là Tổ sư Ấn Quang, tất cả Phật sự là tùy duyên, có nhiều làm bao nhiêu chứ không có phan duyên. Hôm nay chúng tôi nói như vậy để quý Phật tử yên tâm để mình tham dự phóng sanh. Khi mình không có đồng nào mà mỗi buổi sáng, không phải chủ nhật là đúng 8 giờ rưỡi, thì hôm trước chúng tôi có nói Thầy Thành thông báo các cụ, các Phật tử vào lúc 9 giờ sáng khóa tu hàng ngày ở chùa Quán Thế Âm á, là 9 giờ sáng vào tu thì số lượng người cũng 5-70, có khi 100 người. Nhưng mà hình như các Phật tử cũng chưa có hưởng ứng phóng sanh lắm, cho nên 5-7 người, 9-10 người, có khi 20 người vô sớm trước 8 rưỡi tham dự thôi. Còn một số những Phật tử khác vô cộng tu ngày bình thường, hiện tại cũng có đang xem trực tiếp trên đó đó. Hôm nay chúng tôi nói để nhắc nhở mình tin tưởng cái công đức phóng sanh. Thì mong rằng quý Phật tử vô cộng tu buổi sáng thì nên vào 8 giờ rưỡi nghe Thầy Minh mỗi ngày sẽ đọc 10 phút văn sao. Như là thứ hai ngày mai thì Thầy Thánh Tuệ đọc, thì thứ ba thì Minh, trong một tuần đó ngày nào cũng có đọc văn sao mà ngắn thôi. Trong vòng khoảng 20 đến 25 phút là đọc văn sao và phóng sanh xong, là đến 9 giờ quý Phật tử ở trên chùa mình vào thời khóa công phu 9 giờ đến 11 giờ. Chúng tôi nhắc như vậy để Thầy Thành cũng như một số các thầy thông tin đến các Phật tử để họ vào tham dự phóng sanh. Chắc là chúng tôi nghĩ một số quý Phật tử không bỏ tiền túi ra, cho nên mình thấy cái lễ phóng sanh nó bình thường. Vì chúng tôi biết tâm lý có một số những người họ bỏ tiền ra đây, cũng như có một số quý Phật tử
cô Diệu Đình ở Ấn Độ, rồi một số cô Tâm Đức ở dưới Long An, mỗi khi cô làm một cái lễ phóng sanh bỏ ra 5 triệu, 3 triệu, 10 triệu, 20 triệu. Cổ từ ở dưới Long An đi lên, hoặc giả một số Phật tử ở đây nhờ chúng tôi phóng sanh thì họ bỏ cái số tiền ra, thì thấy có vẻ họ rất là sốt sắng, họ đến tham dự và rất là thành kính. Thì cái công đức của họ rất là thù thắng. Tuy nhiên họ không bỏ ra đồng nào. Cũng nay hôm nay có một vài Phật tử có mặt ở đây, hay là những người Phật tử đang ở trên chùa đó, và một số cái Phật tử ở khắp nơi, như hiện tại chúng tôi cũng biết cô Diệu Phúc ở Malaysia, và một số cái Phật tử tham dự phóng sanh. Nhưng mà cái công đức phóng sanh này nó đến với mình, nếu mà mình chân thật tha thiết trong cái buổi lễ này, cũng giống như là quý thầy đang mặc áo hậu ngồi đây, quý Phật tử cũng mặc áo tràng ngồi trong cái khung cảnh tại nhà mình trang nghiêm thanh tịnh, và mình hết lòng thành kính và tin tưởng cái pháp phóng sanh này, tuy rằng mình không bỏ tiền, thì cái công đức tùy hỷ 10 triệu phóng sanh hôm nay nó đi vào trong tâm thức của quý vị. Tin nổi cái công đức tùy hỷ không? Lẽ dĩ nhiên là những người họ bỏ tiền ra, họ sốt sắng, họ hoan hỷ và họ chân thành để phóng sanh hồi hướng công đức cho gia đình của họ đang bệnh hoạn hoặc là cầu siêu vân vân, thì họ sốt sắng và họ thành kính, họ lên nhờ chúng tôi, thì cái công đức không thể nghĩ bàn rồi. Nhưng mà chúng tôi thấy một số những người họ hơi thờ ơ là nhiều lý do. Thứ nhất, họ cũng chưa tin tưởng cái pháp phóng sanh, tuy rằng họ nghe chúng tôi giảng rất nhiều. Thứ hai nữa là cái việc mà họ không bỏ tiền túi, cho nên họ không thấy giá trị. Và thêm thế nữa là họ chưa tin cái công đức mà 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát, đó là tùy hỷ công đức. Tuy rằng trong 22 ngày phóng sanh, mỗi ngày 10 triệu là 220 triệu rồi. Còn 80 triệu nữa là đúng 300 triệu. Tuy rằng chúng tôi bỏ tiền túi ra, và một số quý Phật tử khắp nơi họ gửi đến là tùy hỷ, cho chúng tôi không kêu gọi. Nhưng hôm nay chúng tôi nói để mình phát khởi được cái tính tâm tùy hỷ công đức khi mình không bỏ tiền. Hoặc giả mình bỏ 50 ngàn, 20 ngàn, 10 ngàn tiền Việt Nam, mình thấy rằng hôm đó là mình đã cộng vô một cái thiện nghiệp 10 triệu phóng sanh là mỗi ngày. Mà nếu mà mình khởi được cái thiện niệm đó, thì cái công đức phóng sanh này là một loại tịnh nghiệp. Vì đây là một loại lòng từ không giết. Bởi vì vãng sanh Tây Phương có những cái công đức của tịnh nghiệp tâm phước, đó là hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, lòng từ không giết là phóng sanh. À, khi mình nghe đến lòng từ không giết mà mình phóng sanh, mình tùy hỷ công đức phóng sanh và mình quan tâm cái buổi phóng sanh đó, thì công đức này mình gửi về cực lạc bất khả tư nghị. Ở đây có thầy Tấn, thầy Tuệ, rồi thầy Long, một số mấy anh em bỏ công sức ra đi mua đồ phóng sanh không biết mệt mỏi. Các thầy này muốn gieo cái tịnh nghiệp lòng từ không giết để gửi về cực lạc, cho nên mấy thầy làm không biết mệt mỏi. Ngày nào ra chợ mua cá cũng đâu phải là dễ, nó tanh, nó hôi, nó khó chịu lắm chứ. Nhưng mà quý thầy vẫn hoan hỷ đi mua, xong làm lễ rồi thả đều đặn trong 22 ngày hôm nay. Và tiếp tục về sau, tiếp tục mãi 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 nữa. Tuy rằng thả nhiều lúc vất vả, thấy cái chỗ đó khi mình đến mình thả họ đang giăng lưới, phải đi chỗ khác. Chạy đôi khi 2-3 chỗ. Như vậy mà công đức bất khả tư nghị. Còn mình thì phát trực tiếp, chỉ ngồi đó tham dự thôi, không phải đi mua, không phải đi thả, mất thời gian vất vả, mà không phải đóng tiền luôn, mà được công đức tùy hỷ 10 triệu. Hôm nay quý vị nghe đến cái điều này, quý vị mới thấy là lý thú đúng không? Cho nên tu hay là phóng sanh hay bất cứ việc gì, mình phải nghe người khác giảng. Khi người ta giảng cho mình nghe rồi, tức là mình thông được cái lý rồi, thì lúc đó mình mới chịu làm cái sự. Nếu mình chưa hiểu được cái công đức 10 triệu không bỏ đồng nào, không đi mua, không đi thả, mà ngồi đó chắp tay trang nghiêm tùy hỷ để thả 10 triệu, mình được công đức tùy hỷ 10 triệu. Công đức này như gió mình không thấy, nhưng mà nó có. Nhưng mà những người họ có niềm tin, họ có tính căn, họ có thiện căn thì họ mới tin được. Chứ còn những người không có thiện căn, nói họ tay này lọt tay kia, họ kêu, ý, thằng thua vậy ba cái chuyện phóng sanh đó, mình có bỏ tiền ra đâu, hoặc giả làm nó có lợi ích gì. Nhưng mà cái lúc mà gần lâm chung nữa ha, rồi và lúc lâm chung mình mới thấy cái công đức, cái lòng từ không giết của tịnh nghiệp tam phước và phóng thả này, nó thù thắng bất khả tư nghị.
Hôm nay chúng tôi nói đến đây để nhắc nhở quý Phật tử ở trên đạo tràng Chùa Quan Âm là chính. Bởi vì Phật tử ở khác nơi họ bận biểu lắm, trừ cái lúc mà họ gặp nạn thì bắt đầu họ mới cầu cứu thôi. Chứ còn bình thường mà để cho họ tin thì thực sự cái niềm tin của họ hơi kém. Cho hôm nay chúng tôi nói điều này để họ phát khởi cái tính tâm, tin tưởng cái lòng từ không giết và lòng từ cứu thả chúng sanh để gom cái tịnh nghiệp này gửi về Tây Phương Cực Lạc, cực kỳ quan trọng. Cũng giống như là cô Diệu Phúc ở Malaysia, người chị của cổ là cô Trúc Nguyệt mất đó, cổ gửi về 1,000 đô để thất tuần sau thứ sáu, là 1,000 đô cho thất tuần sau nữa, rồi 5,000 đô cho cái thất 49 ngày. Và chúng tôi nói là trong cái việc cô gửi tiền về đó là có phóng sanh, và phóng sanh mỗi ngày hồi hướng cho cô Trúc Nguyệt. Cổ tin tưởng liền và cổ quan hỷ, cực kỳ quan hỷ, vì họ có tín tâm với cái pháp môn phóng sanh. Mà hôm nay mà có được cái duyên phóng sanh này là chúng tôi gieo cái mầm phóng sanh từ 2007. Nói 2007 chứ trước đó 10 mấy năm chúng tôi vẫn thích phóng sanh rồi, nhưng mà không có tiền, không có điều kiện. Mãi từ 2007 đến 2017 là 10 năm, đến hôm nay 15 năm nó mới kết được cái duyên phóng sanh là đầy đủ. Quý thầy đồng lòng với chúng tôi là chịu đi mua, chia ban ra trong này, nay thầy Tánh đi mua, mai thầy Tuệ, mốt thầy Long, chia ra để mà đi mua đồ phóng sanh hàng ngày. Nhiều lúc có tiền mà quý thầy không có hưởng ứng thì chúng tôi cũng chịu thua. Đó là cái việc mà chúng tôi nói là cái việc phóng sanh này thực sự là một cái đại sự Phật sự của chúng tôi trong cái lúc này. Nói để Phật tử có tín tâm để tham dự, mình tích lũy công đức thôi, chứ không phải chúng tôi khoe khoang nói để quý vị gửi tiền vô tài khoản. Cái chuyện đó là cái chuyện tùy duyên. Họ đã phát tâm, mình không kêu họ cũng phát tâm. Và mình trong mạng mình đã là có rồi thì không kêu họ cũng cúng. Còn trong mạng mình không có thì mình nói cái kiểu gì họ cũng không cúng. Cho nên hiểu được là trong tâm mình có, trong mạng mình có. Cái điều này nó thú vị vô cùng. Đó là cái việc chúng tôi nhắc, cái việc phóng sanh mỗi ngày là 8 giờ rưỡi với Phật tử ở trên đó. Quý thầy trên đó cố gắng nhắc những người nào đi trễ đó, là mình nhắc họ đi vô phóng sanh. Khi mình nhắc họ, mình kêu họ như vậy, công đức vô lượng. Mình khuyến khích người ta phóng sanh, mình khuyến khích người ta để mà đến mà tu thì cái công đức này vô lượng. Thì hôm nay chúng tôi nói điều này xong rồi vào trong cái băng đĩa và đi khắp nơi để cho mọi người biết là đúng 8 rưỡi có phát trực tiếp. Tìm bằng cách nào trong cái đường link, nếu mà mình không biết đường link để vào thì gọi 0909 7474, thầy Nhuận Minh ông giữ điện thoại đó, ông chỉ cho, ông có Zalo đó, kết bạn vô để ông gửi cho quý vị chương trình phóng sanh. Điều này hôm nay chúng tôi thực lòng để muốn phát triển cái phóng sanh để cho những người tu tịnh độ, để tích lũy cái lòng từ không giết, cái tịnh nghiệp này để gửi về Tây Phương Cực Lạc là chính. Đó là cái việc hôm nay chúng tôi phát khởi cái thiện niệm và tín tâm về cái việc phóng sanh cho những người đang xem trực tiếp trên chùa cũng như trên toàn thế giới, cũng như sau cái đĩa này ra. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai đó là cái việc phóng sanh hôm nay thực sự quý Phật tử cũng có hưởng ứng. Vì vậy cho nên thành ra hầu như là 15 ngày đầu là Phật tử chưa biết, là chúng tôi cứ bỏ mỗi ngày 10 triệu là 150 triệu là chúng tôi lấy tiền của quỹ. Nhưng mà dạo gần lại đây thì 5 triệu, 2 triệu, 1 triệu, 500, 300, có cổ đó là 5,000 mỗi buổi sáng cổ gửi vô phóng sanh. Thì hôm nay chúng tôi tùy hỷ công đức của những Phật tử tùy hỷ gửi vào trong tài khoản để phóng sanh. Và cái công đức này thực sự nó sẽ có cái sự ảnh hưởng đến gia đình. Vì gia đình của mình tích điều thiện phóng sanh thì gia đình này có điều vui, và điều vui đem đến có thừa. Gia đình này sát sanh, ăn thịt chúng sanh thì gia đình người này tai ương có thừa. Vâng, sao ấn tổ nói nhà tích việc thiện, mà cái việc thiện cứu mạng phóng sanh là việc thiện rất thù thắng, đó là tịnh nghiệp lòng từ không giết. Mười phương ba đời chư Phật thành Phật, không thể bỏ qua việc thiện này được. Nếu bỏ qua việc thiện này là không thể thành Phật thành Bồ Tát được. Cho nên chúng tôi chúc mừng quý vị đã tin tưởng cái pháp phóng sanh. Và bản thân chúng tôi đã trải nghiệm và chứng nghiệm được cái pháp phóng sanh này từ 2007 đến hôm nay. 2007 là mỗi chủ nhật chỉ có 500 ngàn, không có tiền, lúc đó nghèo sơ nghèo sát. Người ta nói là nghèo mạt, nghèo tàn, nghèo ho ra tro, ho ra đá, cho nó đá không có gạo nấu. Vậy mà cái pháp phóng sanh này giúp cho cái sự nghiệp tu hành chúng tôi đến ngày hôm nay có được cái đồng năng để làm cái lễ này. Thực sự chúng tôi cảm ơn đến cái pháp này mà Phật đã nói ra 10 công đức phóng sanh, và chư tổ, nhất là tổ sư Ấn Quang đề xướng pháp phóng sanh này. Đó là hôm nay chúng tôi chia sẻ cái vấn đề thứ nhất.
Vấn đề thứ hai đó là nếu mà mình chỉ có phóng sanh không, mình ăn chay không, mà mình không có niệm Phật vãng sanh á, thì mình trở thành một người lành, một người thiện, đời sau mình sanh vào trong một cái nơi sanh phùng Trung Quốc, được cái phước báu tuổi thọ có và có tài sản để mình sống trong một cái kiếp sống của mình đời sau rất là tốt. Nhưng mà nếu mà đời sau nữa đó mà mình không gặp pháp phóng sanh mà không tu những cái pháp thiện á, thì coi chừng mất thân người. Vì vậy cho nên cái pháp phóng sanh này, cái pháp ăn chay này, cái pháp kiên giết này phải kết hợp với cái pháp môn niệm Phật cầu nguyện vãng sanh Tây Phương. Như vậy cái pháp môn niệm Phật này là chánh hạnh, và cái việc phóng sanh này là một cái tịnh nghiệp tam phước lòng từ không giết, cũng là chánh hạnh. Như vậy hôm nay mình tu hai cái pháp môn chánh hạnh này thì mình mới được vãng sanh. Chứ nếu mà tu chỉ có một pháp môn chánh hạnh là niệm Phật thôi, không ăn chay, vẫn sát sanh, vẫn tạo nhiều nghiệp xấu ác, thì mình không có lòng từ, mình không được vãng sanh, đúng không? Và nếu mình chỉ có lòng từ không giết phóng sanh, mình không niệm Phật, thì người này cũng được vãng sanh. Bởi vì mình không có trì giới. Không trì giới đó là không giữ cái giới sát sanh, mà mình vẫn sát sanh, ăn thịt chúng sanh, thì mình không trì giới thì người này không thể vãng sanh được. Cho nên Ấn Tổ nói là người muốn niệm Phật là phải trì giới niệm Phật, phát Bồ Đề Tâm. Ba cái này là cái bí quyết để vãng sanh. Phát Bồ Đề Tâm là phát được cái thiện nguyện, làm lợi ích chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thì mình phát Bồ Đề Tâm này lên và tương ứng với tứ hoàn thệ nguyện, gọi là phát Bồ Đề Tâm. Rồi bắt đầu mình trì những cái giới, cư sĩ thì 5 giới, sa di thì 10 giới, tỳ kheo 250 giới, Bồ Tát giới 10 giới trọng, 48 giới khinh. Buộc phải trì giới thì người này mới có thể vãng sanh. Phải hiểu rõ như vậy, khi mình hiểu được rồi thì mình mới hành được, chứ không hiểu sao mình hành được. Như vậy cái phương pháp niệm Phật hôm nay chúng tôi ngắn gọn, bởi vì trong văn sau chúng tôi soạn cho thầy Minh đã đủ hết rồi. Nhưng hôm nay chúng tôi ngắn gọn lại cái phương cách mà niệm Phật theo máy mà hồi hôm kia chúng tôi có làm một cái đĩa do một cái cô âm viên ở bên Đức cổ về, cô có phát biểu Phật pháp nhiệm màu và đang xúc cái đĩa này. Tối ngày mai là ở khu chuyên tu coi vào trên chùa Quan Âm coi cái đĩa này vô lúc 6 giờ tối phát trực tiếp, và quý Phật tử sẽ xem lại cái đĩa này. Chúng tôi nói rất rõ về cái phương pháp niệm Phật theo máy. Bây giờ tổ sư Ấn Quang nói là đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh, mặc áo ăn cơm vào đại tiểu tiện, làm sao giữ một câu Phật hiệu không cho quên. Chúng tôi suy nghĩ điều này mấy năm trời không làm được, không cách nào làm được. Trong thời khóa thì làm được, mà ngoài thời khóa thì đề khởi một chập là mất. Vì công việc, rồi vì vọng tưởng nó quá mạnh, câu niệm Phật quá yếu, tính căn mình quá yếu, rồi nguyện căn, định căn của mình, tuệ căn của mình không có đủ sức để giữ câu Phật hiệu. Cho nên cuối cùng chắc cũng Phật Bồ Tát Tổ sư Ấn Quang gia trì để tìm ra cái cách một câu trong máy, một câu trong tâm. Một câu trong máy, một câu trong tâm. Hoặc một câu trong máy, một câu thầm nhếch môi. Hoặc giả là Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Cái cách này chúng tôi thực sự thấy là hiệu quả. Hồi nãy hỏi chú Nhật Chơn, sao chú dùng cái cách này chưa? Ông nói con bị tổn khí quá nặng. Theo sư phụ chỉ thì hôm qua con niệm 2 tiếng đồng hồ theo máy, không biết mệt mỏi và rất an lạc, rất khỏe. Cái cách này tuyệt vời. Quý vị sẽ nghe lại cái đĩa chúng tôi nói rất rõ. Bây giờ hôm nay không có thời gian. Về cái việc mà mình niệm Phật, sở dĩ mà mình không giữ được lâu và mình niệm thời gian 20 năm, 3, 4 năm cái mình chán mình bỏ là do thuận miệng niệm ào ào bị tổn khí. Niệm ra tiếng là niệm hoài ra tiếng. Có những người sợ tổn khí cái niệm trong tâm niệm hoài, thiên chấp niệm ra tiếng hoặc là niệm trong tâm không uyển chuyển, thì Tổ sư Ấn Quang nói vẫn giữ không bền. Mà không bền thì nhiều lúc mình sanh ra chán rồi mình bỏ, gọi là thói chuyển. Cho nên chúng tôi có nói trong cái đĩa hồi hôm kia đó là lúc trước ban hộ niệm và người niệm Phật mọc lên như nấm, nhưng bây giờ thời gian họ thối chuyển là do họ niệm ào 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 ra tiếng tổn khí thành bệnh. Rồi thấy cái pháp môn niệm Phật này, niệm Phật sao mà thành bệnh không hay không linh, họ bỏ. Trong này văn sao Ấn Tổ có nói. Và ông đó ông niệm cứ hụt hơi hoài. Ấn Tổ nói ông làm gì giữ một cách lớn tiếng hoài để hụt hơi. Có thể là ông lễ Phật ông niệm trong tâm, hoặc nhép môi, ông đi kinh hành, ông ra tiếng, lúc mà hôn trầm thì không ngại gì, ông niệm lớn tiếng. Rồi qua khỏi hôn trầm, rồi bắt đầu ông niệm thầm nhép môi. Có 4 cách: niệm ra tiếng lớn, niệm ra tiếng nhỏ, niệm thầm nhép môi ra hơi, là niệm trong tâm. Chứ ông cứ các cách gì mà ông cứ giữ ra tiếng hoài để ông phải tổn khí. Hay cực kỳ, hôm qua thầy Minh soạn có đọc ở trong cái đĩa, chuẩn bị ngày mai quý vị xem.
Cho nên nói tụ chung lại là không biết cách dụng công, không có học những người đi trước. Ấn Tổ là 30 năm bế quan tịnh tu, cho nên kinh nghiệm về pháp môn niệm Phật chúng tôi coi trong văn sao trong đó là đầy đủ hết. Bao nhiêu người khúc mắc hỏi ngài là ngài giải đáp hết. Rất tuyệt cái bộ sách này. À, vì vậy cho nên thành ra những người khắp nơi trên thế giới nên lấy cái âm thanh trên trang web vô lượng thọ.vn, một câu niệm Phật ra tiếng, chúng tôi cắt một khoảng trống và một câu niệm Phật trong tâm, hoặc là nhép môi, một câu niệm Quan Âm ra tiếng, một câu niệm trong tâm. Bởi vì cái người niệm Phật thì Ấn Tổ nói là phải niệm kèm thêm danh hiệu Quan Âm và thần chú Đại Bi để trợ hành. Cho nếu mà mình là thượng căn, mình có đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì chỉ một câu Phật hiệu, bốn chữ là đủ và đi vào nhất tâm được. Nên nhớ chỗ này. Còn mình là hạng phàm phu thì niệm lâu ngày đôi khi chán và không biết cách niệm nữa là tổn khí. Vì vậy phải cần có Bồ Tát Quan Âm để trợ duyên cho mình, và cần thần chú Đại Bi. Và đặc biệt thần chú Đại Bi, khi quý vị mà tụng một ngày 50 biến thôi là mình không bị thối chuyện. Còn nếu mà mình không tụng 50 biến thì mình phải giữ một ngày 5 muôn hoặc 3 muôn danh hiệu Phật, không có bị sa súc và không có bỏ đó, thì mình vẫn không thối chuyển. Nhưng mà mình không thể giữ câu Phật hiệu thường xuyên được, cho nên mình dễ thối chuyển. Vì vậy phải lập ra cái phương cách y như Ấn Tổ, đó là một là 25, hai là 50, còn ba nữa là 75. Cái cách của ngài ngắt từng 25 ra như vậy, cho nên mình không thể hơn Tổ được đâu. Tổ ngài biết cái thần lực của thần chú Đại Bi để tụng trong nhà nó ấm áp, rồi các vị on gia trái chủ vân vân, mọi thứ không đến gây hại mình. Cũng như là cái cô mà cổ nói trong cái đĩa chuẩn bị ngày mai quý vị xem, cổ niệm Phật không đủ lực, con gia trái chủ vô cứ kéo cái hồn cổ, kéo cái tâm thức cổ ra. Vậy mà cổ trì Đại Bi một tuần lễ, cổ lấy nước Đại Bi cổ uống là dứt luôn đến hôm nay luôn. Nói như vậy không phải câu Phật hiểu không hay, nhưng mà cái sức niệm của mình và cái thiện căn phước đức mình chưa cảm được với Phật, cho nên thành ra là cứ bị chướng ngại hoài, mà cần thần chú Đại Bi để vượt qua cái chướng nạn đó rồi tiếp tục mình niệm Phật, chứ mình đâu có bỏ niệm Phật đâu. Cho nên thành ra hôm nay chúng tôi nói rất nhiều thời gian về cái việc này, giảng từ 4-5 năm nay trong bộ văn sao. Cho nên nhiều người cũng còn đa nghi nhiều lắm. Họ kêu niệm Phật mà thêm thần chú Đại Bi, mất thời gian niệm Phật. Rồi lúc lâm chung cái chị chú đâu? Họ toàn là biến khéo thành dụng. Hiện tại bây giờ khổ đau thì tu cho nó vượt qua khổ đau. Gặp chướng nạn gia đình có yên chưa? Cho nó yên ổn trước đi. Không phải niệm Phật không yên, nhưng mà cái sức mình giữ câu Phật hiệu nó không có được thuần nhất. Cho nên mình cần phải có trợ hạnh. Cái cách đó là cái cách của Tổ Ấn Quang, chứ không phải chúng tôi tự lập. Rồi dạo gần lại đây có một số người cũng niệm Ami, thì thực sự Ami hay Di gì cũng được vãng sanh hết, nhưng mà với điều kiện phải nghe theo lời Ấn Tổ nói chỗ này. Mình niệm Ami hay A Di gì đó mà lúc mình niệm Phật thì mình thấy Phật đang hiện diện. Cái chỗ này sâu lắm. Nếu mà mình niệm Phật mà mình quán tưởng, là mình tưởng tượng ra cái tượng Phật A Di Đà trong đầu mình, quán tưởng, hoặc là quán tượng mình nhìn, mở mắt ra mình nhìn cái tượng Phật, thì Ấn Tổ nói nếu mà trì danh mà còn quán tưởng mà quán tượng nữa thì cái tâm mình nó chưa thanh tịnh, cho nên quán nó không có tinh thuần thì dễ bị ma cảnh xuất hiện. Không nên quán tượng hoặc quán tưởng, chỉ tai mình nghe cho rõ ràng danh hiệu, miệng mình niệm cho rõ ràng, và ý căn của mình nhớ cho rõ ràng mình đang niệm Phật, nhưng mình phải có cái ý niệm là Phật đang hiện diện. Cái chỗ mà Phật đang hiện diện nó hay cực kỳ. Mà Phật đang hiện diện là không có tưởng Phật, không tưởng hình Phật, nhưng mà cảm nhận rằng Phật đang hiện diện. Cái này chúng tôi nhắc 5-7 lần rồi và gần lại đây, vì chúng tôi cảm được cái câu này trong văn sao. Có cái ông đó, ông niệm Phật, ông nói: thưa ngài Ấn Quang, vậy bây giờ con niệm Phật, ngoài cái việc mà trì danh rồi, thì con còn phải có ý niệm gì nữa hay không? Thì Ấn Tổ mới nói rằng là ông trong tâm ông nghĩ rằng Phật đang hiện diện trước mặt ông là được rồi. Ông đang tụng kinh đó, ông thấy Phật đang ban pháp âm cho ông được rồi. Cái này rất sâu, rất hay. Khi mình niệm Ami hay Di gì mà mình tưởng Phật đang hiện diện thì khác danh từ mà đồng nhân vật. Hôm qua chúng tôi cũng thâu Ami cho cô Diệu Phúc ở Maryland. Chúng tôi kêu thầy Tánh làm xong gửi qua cho cổ. Hồi sáng cổ nói, cổ kêu con gặp thầy, con niệm A Di, con tu đạo tràng bên cô Tinh, con niệm Ami. Thì chúng tôi nói khi nào mà cô về phòng hộ niệm của thầy là cô niệm A-di nha. Cô kêu dạ không sao, không có kẹt trong cái danh từ. Rất hay, không kẹt trong danh từ. Chúng tôi cũng gửi cho cái cô Hệ Phương ở trên Đà Lạt, cổ cũng niệm A-mi. Mình đừng kẹt trong danh từ. Nam-mô A-mi thổ phộ khác hẳn với Nam-mô Di Đà Phật, mà Phật vẫn rước cái người ở bên Đài Loan mà. Không kẹt trong danh từ.
Danh từ Ami, A-di hay là Amitabha là khác danh từ, nhưng mình phải biết 48 lời nguyện của Phật. Và Đức Phật A-di-đà cách đây 11 ức cõi ở bên Tây Phương Cực Lạc tiếp dẫn mình vãng sanh, với điều kiện mình niệm Ami hay A-di mình phải đủ thiện căn phước đức và nhân duyên. Cái chỗ này là chỗ quan trọng. Nếu mà không đủ thiện căn phước đức nhân duyên, niệm Ami cũng không được vãng sanh. Nếu mà đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì niệm Ami cũng được vãng sanh. Nếu mà không đủ thiện căn phước đức nhân duyên, mình niệm A-di cũng được vãng sanh. Mà nếu đủ thiện căn phước đức nhân duyên, hình niệm A-di cũng được vãng sanh. Trong kinh A-di-đà nói, nắm cho rõ cái lý. Khi mình nắm rõ được cái lý rồi thì cái sự mình hành nó thông. Gọi là rõ lý thì thông sự thôi, hành sự nó rất là dễ. Còn mình đang niệm A-mi mà cuối cùng gia đình mình đưa mình về phòng hộ niệm của chùa Quan Âm là A-di thì mình cũng A-di luôn. Đó, chứ không phải là mình nghe người ta niệm A-di rồi mình quen niệm A-mi, mình thấy cái tiếng cũng là A-mi. Đó mình tưởng tượng thôi, chứ thực ra cái tiếng đó là A-di. Cho nên là ra chúng tôi nói chỗ này cho quý vị thông, không kẹt trong danh từ, không kẹt trong danh từ. Mà cũng đừng nói là niệm A-mi nó nhẹ, nó khỏe, nó dễ niệm. Cái khỏe, cái nhẹ hay không là mình biết cách dụng công cho bốn cách. Đó là niệm ra tiếng, hay niệm trong tâm, hay niệm nhỏ tiếng, hay niệm thầm. Chứ không phải là A-mi nó nhẹ mà A-di nó nặng. Cái đó do mình phân biệt trong đó rồi. À, cái đó là chúng ta phải thông được cái lý để mình hành cái sự. À, thứ nhất, thứ hai nữa là quý vị nên đọc trong văn sao, đó là giáo dục gia đình, bảo thân tiết dục, một số sách của Ấn Tổ để mình làm sao đi từng căn bản là gia đình mình phải là Phật hóa gia đình hòa thuận. Chứ không, nếu gia đình mình không hòa thuận với nhau, không đồng lòng với nhau, cái lúc lâm chung chính là gia đình là người chướng ngại cái sự bản sanh của quý vị. Họ khóc lóc rồi họ rồi chia của chia đồ rồi hả, làm tùm lum hết trơn là quý vị phân tâm, quý vị mất phần vãng sanh. Do mình không biết Phật hóa gia đình, không đọc văn sao kỹ để chuyển gia đình mình trở thành gia đình hiền thiện. Để làm gì vậy? Để nó trợ duyên cho mình rất là đắc lực. Nếu gia đình biết niệm Phật là trợ duyên mình rất là đắc lực. Gia đình mà không biết niệm Phật, đem người về tới phòng hộ niệm, họ cũng lôi quý vị về lại. Ghê vậy, có nhiều người trên đó là đem về phòng hộ niệm rồi, người này chịu, người kia không chịu, bàn tính nhau, cuối cùng kéo bà già về nhà mất phần vãng sanh, nguy hiểm vô cùng. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi lên thông báo một vài cái điều như vậy thôi. Còn cái việc chương trình của chúng tôi thì lập cái chương trình phóng sanh ra mỗi ngày và mỗi chủ nhật. Mỗi chủ nhật thỉnh thoảng chúng tôi sẽ lên tham dự phóng sanh, còn không thì chúng tôi sẽ ngồi xem trực tiếp. Và mỗi ngày tùy theo thời gian của chúng tôi để mà lên làm lễ phóng sanh chung với đại chúng. Còn về cái việc mà giảng mà phát trực tiếp trên mạng hoặc giả làm thành một cái băng đĩa đó, thì hôm nay chúng tôi cũng thông báo luôn. Bởi vì cái thời gian của chúng tôi hôm nay thực sự là ít, và cái sức khỏe hôm nay nó cũng lớn một chút rồi. Nói lớn thì 51 tuổi cũng không phải lớn lắm, nhưng mà cái sức làm việc của chúng tôi nó quá nhiều đi. Từ khi đi Mỹ về là sửa lại trên chùa bao nhiêu cái nhà ổ chuột lụp xụp, làm lại cả một kỳ công, làm lại rồi sửa sang làm trên đó. Gần như là từ khi đi Mỹ về là xây dựng quá nhiều, giảng quá nhiều, tốn tâm lực, tốn sức. Cho nên chúng tôi thông báo với đại chúng là thỉnh thoảng chúng tôi lên chia sẻ như hôm nay, hoặc thỉnh thoảng có bữa nào đặc biệt thì làm một vài cái đĩa. Còn không, chúng tôi dùng cái sức khỏe và cái khí lực là cái hơi thở và cái lời nói này để chúng tôi có thời gian công phu. Chứ nếu mà lợi mình mà xây chùa cho lớn bổn đạo đông, làm cho đẹp lên mà cuối cùng thọ mạng hết mà không được phần vãng sanh, không được phần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, làm trò cười cho thiên hạ. Đó, ông nói cho cố vô, ông có được vãng sanh đâu, làm mất tính tâm người ta hết trơn. Cho nên Ấn Tổ nói lợi người mà hại mình không được phần vãng sanh là người ta cũng mất tính tâm. Vì vậy cho nên chúng tôi dành cái thời gian để dụng công nhiều hơn, bớt tiếp khách và bớt lên giảng lại. Bớt lên nhưng mà nó không phải là không luôn. Bớt cái nghĩa là đủ duyên, có sức khỏe, chúng tôi thỉnh thoảng lên ngày chủ nhật để khích lệ Phật tử tu. Chứ bao nhiêu 4-5 năm nay chúng tôi nói văn sao gần như là nói hết trong văn sao luôn á. Nói nhiều lắm. Những cái gì mà quan trọng trong văn sao là chúng tôi nói rồi. Thầy Minh đọc, chúng tôi nói thầy Minh đọc quá nhiều rồi. Mà nếu mà mình không có chịu thực hành thì nói cái kiểu gì đi nữa là cũng nước đổ đầu dịch, nước đổ lá mô. Còn nếu mà mình thực sự mình chỉ nghe qua mà biết áp dụng là mình có kết quả. Bữa sáng chúng tôi với thầy Minh đang ngồi, có chú Đức Thiện ở bên Úc. Chúng tôi chưa có nói rõ về cái cách niệm một câu trong máy, một câu trong tâm. Chúng tôi chỉ nói sơ thôi, vậy mà ông áp dụng được liền. Ông nói con đi làm bánh mì từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng. Lúc trước con nghe đĩa mà xuyên suốt luôn, mà nghe hoài thì thấy hay thiệt, nhưng mà không có nhiếp tâm bằng niệm Phật.
niệm Quan Âm. Bữa nay con lấy một câu trong máy của thầy, con niệm một câu trong tâm là con theo suốt như vậy. Bước đầu con thấy là chậm mà cuối cùng không chậm. Một câu trong máy, một câu trong tâm, cho nên hai câu nó kháng khích vọng tưởng không có. Mà ông nói hay lắm. Nếu mà mình vừa suy nghĩ vọng tưởng là mình niệm một câu trong tâm không kịp liền. Có thầy Minh hôm bữa ông nói chuyện với chúng tôi, mà khi mà chúng tôi chưa phổ biến mà ông đã bắt nhịp được cái cách này rồi. Bắt nhịp được cái cách một câu trong máy, một câu trong tâm, niệm hoài suốt ngày, làm bánh mì suốt cả đêm niệm không sót câu nào, trừ trường hợp vọng tưởng cái mình theo không kịp một câu thôi. Có nhiều người chúng tôi nói cả buổi rồi cái máy này họ cũng vứt đi. Thiệt là ổn, thiệt là ổn luôn. Mình chiêm nghiệm thế coi rồi mình sẽ thấy. Thì thôi, hôm nay chúng tôi nói đến đây. Giờ thầy Minh đọc văn sao để cho mọi người nghe hay gì đạo Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 3 tây tháng 4 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin được đọc những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang về niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, trì thần chú Đại Bi và phóng sanh. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng cũng như quý liên hữu đang xem trực tiếp trên mạng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Số 1, tổ sư Ấn Quang khai thị về niệm Phật. Từ xưa những bậc cao nhân các tông không ai chẳng quy tâm tịnh độ, chỉ có các sư thiền tông là chuyên chăm chú ngầm tu, ít vị nào chịu xiển dương rõ ràng. Từ sau khi Ngài Vĩnh Minh xướng xuất, ai nấy đều để lại ngôn giáo rõ rệt, thiết tha khuyên tu trì. Vì thế bài khuyến tu tịnh độ văn của Tử Tâm Tân Thiền Sư có câu: Di Đà thật dễ niệm, tịnh độ thật dễ sanh. Lại viết: Người tham thiền tốt nhất nên niệm Phật, nếu căn cơ độn chỉ sợ chẳng thể đại ngộ trong đời này, hãy nhờ vào nguyện lực tiếp dẫn vãng sanh của Đức Di Đà. Lại nói, nếu ông niệm Phật chẳng sanh tịnh độ, thì lão tăng này sẽ đọa trong địa ngục bạc thiệt, kéo lưỡi. Bài tịnh độ thuyết của chân Hiết Liễu Thiền Sư có câu: Trong tông tào động đều chăm chú ngầm tu là do nguyên nhân nào vậy? Ấy là do pháp môn niệm Phật là đường tắt tu hành. Căn cứ theo Đại Tạng thì pháp này để tiếp độ căn khí thượng thượng, tiếp dẫn kèm thêm căn cơ trung hạ. Lại nói, những bậc đại tượng trong tông môn đã ngộ pháp bất không bất hữu, bèn dốc chí khăng khăng nơi tịnh nghiệp. Chẳng phải vì tịnh nghiệp thấy Phật đơn giản, dễ dàng hơn tông môn nhiều lắm hay sao? Lại nói, dù Phật hay tổ, dù giáo hay thiền, đều tu tịnh nghiệp, đồng quy một nguồn. Nhập được môn này thì vô lượng pháp môn thảy đều chứng nhập. Trường Lâu Trách Thiền Sư kết Liên Hoa Thắng Hội, khuyên khắp tăng tục niệm Phật vãng sanh. Cảm được hai vị Bồ Tát Phổ Hiền, Phổ Huệ xin được tham dự vào hội thù thắng ấy trong giấc mộng, bèn ghi tên hai vị ấy đứng đầu trong hội. Đủ thấy pháp này khế lý, khế cơ, chư thánh ngầm tán dương vậy. Câu chuyện niệm Phật vãng sanh. Phu nhân Uông Hàm Chương là người hôn phối đức hạnh của cư sĩ Giang Dịch Viên, túc căn sâu dày, bẩm tánh hiền thục, thờ cha mẹ, phụng dưỡng bố mẹ chồng, giúp chồng dạy con, tự mình nêu gương, gìn giữ nếp nhà, mọi chuyện đều đáng làm gương cho hàng khuê cát. Bà lại mang tâm niệm nhân từ, vì thế thường hành bố thí cho kẻ nghèo thiếu, cứu vớt mạng loài vật. Những hành vi tốt lành ấy đều do cần kiệm mà thành. Nếu như thích buông tuồng, hoang phí, ắt lo cho chính mình còn không xong, huống gì cứu người, lợi vật được ư? Dịch Viên lo dạy học nhiều năm, chỉ muốn vun bồi nhân tài chân chánh, chẳng tiếc tâm lực, do giảng dạy mệt nhọc đến nỗi thành bệnh. Năm Dân Quốc thứ 8 1919, ngã bệnh không ngồi dậy được, thuốc men vô hiệu, tình thế thật nguy ngập, có người bạn khuyên ông hãy lắng lòng niệm Phật, nhờ đó dần dần được khỏi bệnh. Do vậy bèn đọc khắp các kinh Phật, mới biết Phật là đại thánh nhân, dạy những chuyện chẳng thể nghĩ bàn.
buồn tiếc thương mình trước kia không biết, nay may mắn được nghe. Do vậy khuyên cha mẹ, vợ và con cái cùng tu tịnh nghiệp. Do đó phu nhân thành kính trì danh hiệu Phật, tụng kèm thêm các kinh chú như Di Đà, Phổ Môn, Đại Bi vân vân, quyết chí cầu sanh Tây Phương. Vào tháng 10 năm ngoái, bà bị bệnh, chính trong lúc đang đau khổ, bèn phát đại nguyện mau được vãng sanh, thấy Phật nghe Pháp, chứng vô sanh nhẫn, rồi sẽ nương theo Phật từ lực trở lại ta bà, cứu khổ cho chúng sanh, tâm cực khẩn thiết. Đêm cuối tháng, bà bảo với người săn sóc, trên lầu có Phật đường, tiếng ngõ thật trầm ấm, nơi tường vách có kinh viết bằng chữ vàng, quang minh chói ngời, người có thấy nghe hay chưa? Vả nữa, ba hôm trước đó, bà mẹ chồng mộng thấy kim quang đầy nhà, trong quang minh có không biết là bao nhiêu Bồ Tát, ý bà cụ cho rằng con dâu bệnh sẽ chống được lành. Nên biết đấy đều là tướng trạng nghiệp, đấy đều là tướng trạng tịnh nghiệp thuần thục, tịnh cảnh hiện tiền. Bữa hôm sau, nhằm giờ mùi ngày mùng 1 tháng 11, bà Uông ngồi xếp bằng niệm Phật qua đời. Mất rồi thần sắc đoan nghiêm, hoàn toàn không có tướng chết chóc gì, toàn thân đều lạnh nhưng đỉnh đầu vẫn ấm. Khi trước hai đùi sưng phù, chẳng thể co duỗi được, đến lúc sắp mất lại như bình thường. Vì thế có thể ngồi xếp bằng qua đời như nhập thiền định. Dịch viên hướng dẫn con cái và các đạo hữu chí thành niệm Phật, giúp bà được vãng sanh. Qua 5 tiếng đồng hồ mới bắt đầu xếp đặt tang ma, cúng lễ tiếp đại khách. Tang gia đã không dùng đồ mặn, mà khi người trong thôn muốn đến tế lễ chung, dịch viên bèn ngăn lại. Mỗi ngày chỉ để một số người đến niệm Phật một lúc đầu khoảng 2 tiếng đồng hồ. Một là để khỏi lãng phí, hai là có lợi ích thật sự cho vong linh, ba là khéo léo dẫn dụ mọi người cùng gieo thiện căn, bốn là để cho những ai nghe được phong thái ấy đều phổ biến ân Phật. Quả thật là phong cách tang lễ mới thật tốt lành, phàm những ai có tín tâm đều nên hành theo. Sau khi tặng liệm, dịch viên gửi thư đến chùa Pháp Vũ ở Phổ Đà, kèm theo 100 đồng, xin quan tùy nghi làm Phật sự, hồng người mất chưa được vãng sanh, liền được vãng sanh, đã vãng sanh thì sẽ được cao đăng phẩm sen. Quan bảo người 16 người trong niệm Phật đường cử hành Phật thất, lại vì họ khai thị về lợi ích của pháp môn niệm Phật, cũng như lòng chân thành của cư sĩ dịch viên. Các sư nghe xong đều cạn lòng thành, tận lòng kính. Đến ngày 21, bà mẹ chồng cầu khấn, con dâu mất đã nhiều ngày rồi, sanh về Tây hay chưa? Xin hãy báo mộng cho biết để an ủi lòng ta. Đêm ấy có một người bạn, con bà cụ nằm mộng, thấy thư từ nườm nượp gửi tới, bèn đem một lá thư lên Phật đường trên lầu để xem. Thấy trong Phật đường treo một ngọn đèn lớn sáng tỏa bốn phía, sáng hơn đèn điện. Mở thư ra thấy có một bức vẽ, trong ấy vẽ một đóa sen lớn màu đỏ. Trên hoa có đài tòa, dưới hoa ghi hai hàng chữ nhỏ chẳng thể nhớ được. Chung quanh có bao nhiêu là hoa nhỏ, nước ở dưới hoa có màu như bạc. Ngày ấy chính là ngày viên mãn Phật thất ở Pháp Vũ. Được mấy điểm như thế, đủ thấy bà quyết định vãng sanh. Số 2, Tổ sư Ấn Quang khai thị, người niệm Phật nên niệm kèm thêm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và Thần Chú Đại Bi. Bệnh dịch đang lan truyền, vợ con đều mắc bệnh, hãy dạy bọn họ ai nấy đều chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu ông có thể niệm chú Đại Bi, thì hãy gia trì nước Đại Bi cho họ uống, sẽ tự được lành bệnh, không cần phải miệt mài chữa trị. Những điều ông nói tợ hồ nắm được đại ý, nhưng chỉ là nói suông, hoàn toàn chẳng dùng được mảy may gì. Đối với công khóa sớm tối, ngoài việc theo cả chùa thực hiện công khóa ra, mỗi tối niệm thêm chú Đại Bi 50 lượt hoặc 25 lượt. Ngoài ra hãy lúc nào rảnh thì niệm Phật, chẳng nhớ số, bởi nhớ số tốn sức.
Nay gửi cho thẩm tu và lệnh ái hữu trinh mỗi người một bao tro hương đại bi. Tro này đã gia trì hơn 3 tháng rồi. Mỗi ngày nếu ít thì tụng 50 biến, nhiều thì 75 biến, đựng trong thùng bánh quy to, mỗi thùng khoảng hơn 10 cân. Phỏng tính đã trì tụng chú đại bi đến 6-7 ngàn biến. Một bao tro này có thể dùng để pha nước được khoảng 200-300 lần. Pha lần đầu nên dùng 1/20 lượng tro ấy bỏ trong chén lớn, dùng nước sôi để hòa, khuấy lên, đợi cho chất tro lắng xuống, đem nước ấy đổ vào trong bầu hay trong bình, mỗi ngày uống 3 lần. Hãy nên ăn chay, thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có công hiệu thần diệu. Sau khi bệnh lành hẳn rồi nên pha ít đi, không cần phải uống 1/20 giống như trước nữa. Nếu không tin, không chí thành sẽ vô hiệu. Người phú quý lắm bệnh, một là vì chẳng chịu cắt tay nhấc chân làm chuyện gì, huyết mạch không thông suốt. Hai là vì ăn nhiều các món huyết nhục, nếu gặp phải món có chất độc thì họa hoạn chẳng nhỏ, không chừng bị mất mạng. Dẫu là con vật không độc, nhưng do lúc nó bị giết, hận tâm kết lại, nên thịt nó có độc tánh. Tuy chẳng có tác dụng giết chết người ngay lập tức, nhưng chất độc tích lại lâu ngày, ắt sẽ phát ra thành ghẻ, thành bệnh. Bà Trầm nhà họ Trương chịu để cho thận tu kiên giết ăn chay, thì bệnh đờm sẽ được lành ngay. Số trò còn dư nên để thờ ở phía dưới khám thờ Phật, hoặc treo nơi cao ráo sạch sẽ, để phòng khi bất ngờ cần đến, và tùy tiện dùng để cứu giúp những chứng bệnh nguy hiểm, chớ nên khinh nhờn. Chất tro đã đem dùng để hòa nước xong, hãy nên trộn với nước tráp lên nóc nhà để tỏ lòng kính trọng. Đây chính là nước đại bi khô, có thể gửi đi phương xa, có thể giữ lâu năm được. Ở chỗ ông nếu không phải là chứng bệnh cực nguy hiểm, đừng đem cho. Câu chuyện do niệm Bồ Tát Quán Thế Âm được cảm ứng, trích trong Quán Tự Lục và Quán Âm Từ Lâm Tập. Triều nhà Tống, Địch Tập là người kinh sư ở trấn Tư An, huyện Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang. Dù đã 50 tuổi nhưng ông vẫn không có con. Ông bèn phát nguyện rước người đến hỏa thánh tượng Quán Âm Đại Sĩ thờ cúng trong nhà, ngày ngày xưng niệm lễ bái, cầu đảo rất chí thành. Vợ của ông trước khi có mang thì nằm mộng thấy có một phụ nữ trong trang phục bạch y, tay cầm cái giỏ có một bé trai tuấn tú bên trong đến trao cho mình. Chưa kịp đưa tay đỡ lấy đứa bé ấy thì bỗng đâu có một con trâu đến đứng chặn ngang ở giữa, nên không thể bế đứa bé được. Đến đúng ngày tháng thì hạ sanh được một đứa bé trai, nhưng sau khi ra đời chỉ sống được 11 tháng tuổi thì bị bệnh nặng rồi qua đời. Địch Tập lại chí thành khẩn thiết cầu nguyện. Lúc ấy có một người trong xóm nghe chuyện giấc mộng của vợ ông, bèn nói với ông rằng chắc là do nhà ông ưa ăn thịt trâu nên mới có giấc mộng ứng hiện như vậy. Nghe xong ông chợt giật mình tỉnh ngộ, liền phát thệ cả nhà chẳng những không ăn thịt trâu nữa mà trường trai luôn. Sau đó vợ ông lại nằm mộng thấy người đàn bà trước kia đến trao cho một đứa bé nữa và liền thọ thai. Đúng ngày tháng sinh ra một bé trai, hình dung đoan chánh, mặt mày sáng sủa. Đến khi trưởng thành thì học hành thông minh, thi đậu cao rồi ra làm quan nội triều, rất tôn quý. Số 3, Tổ sư Ấn Quang khai thị về kiên giết phóng sanh ăn chay. Phải biết những loài vật bay trên không, lặn dưới nước đều có cùng một tâm linh minh giác tri như ta, nhưng vì túc nghiệp sâu nặng cho nên hình thể rất khác biệt, miệng chẳng thể nói được. Nhìn vào tình trạng tìm tòi cái ăn, trốn tránh cái chết, sẽ tự hiểu chúng nó chẳng khác gì con người. Chúng ta nương vào sức túc phước, may mắn được sanh trong loài người, tâm có trí khôn, lẽ ra phải giữ vẹn tình cha trời mẹ đất, coi dân như ruột thịt, xem loài vật như chính mình, hòng khỏi phụ cái tiếng sánh cùng trời đất xưng là tam tài, phụ trợ quyền sinh trưởng dưỡng dục của trời đất,
khiến cho dân lẫn loài vật đều được sống yên, cùng được trời đất che chở, cùng hưởng niềm vui sống hết tuổi trời thì mới nên. Nếu chẳng cảm nhận đức hiếu sinh của trời đất, cứ mặc tình giữ ý niệm tham ăn, tham uống, cậy ta mạnh lắng hiếp loài yếu, ăn thịt chúng nó, cho thỏa bụng mình, ắt đến một ngày nào đó, phước xưa đã hết, sát nghiệp hiện tiền, muốn chẳng bị đổi đầu thay mặt, lần lượt bị chúng nó giết ăn, há có được chăng? Huống chi thịt có chất độc do lúc chúng bị giết hại, tâm oán hận cố kết lại. Vì thế những khi ôn dịch lưu hành, người ăn chay rất ít bị truyền nhiễm. Hơn nữa thịt là thứ uế trược, ăn vào khí huyết dơ, tinh thần tâm tối, phát triển nhanh nhưng chóng suy, là đầu mối dễ nảy sinh bệnh tật nhất. Đồ chay là phẩm vật tinh khiết, ăn vào khí chất trong sạch, trí óc sáng sủa, khỏe mạnh lâu dài, lâu già, do có nhiều khả năng bồi bổ. Câu chuyện thoát nạn nhờ công đức phóng sanh. Bạn có tin điều tôi sắp kể về hội chợ tại quảng trường đường Hùng Vương, Mỹ Tho, Tiền Giang bị sập? Một câu chuyện huyền thoại, bạn có thể tin hoặc không tin, nhưng nó đã xảy ra với một thanh niên tên Hùng. Khoảng 2 giờ sáng ngày 2 tây tháng 5 năm 2019, có một giấc mơ lạ xảy ra. Khi giật mình dậy, Hùng còn hồi hộp. Hùng mơ thấy một người phụ nữ, người lùng lùng lưng cong, trên trán nhô ra hai cọng tóc dài xuống như hai chiếc râu, miệng rộng quịch, hai lỗ tai nhỏ xíu cụp vào trong, mặc chiếc áo trắng mỏng ten, thấy cả da thịt bên trong, nhìn đen đúa xấu xí, đến trước mặt bảo Hùng rằng: "Nghe lời tôi, sáng hoặc trưa nay dọn đồ về, đừng tiếc mấy đồng bạc mà không cứu được mạng chết oan uổng." Nói thế rồi người phụ nữ quay lưng đi. Hùng nhìn chiếc áo mỏng tan, thấy vết thẹo dài từ bả vai xuống gần thắt lưng, bất giác ớn lạnh rồi giật mình tỉnh dậy. Giật mình dậy mà mồ hôi còn tươm ướt cả gối nằm. Sáng hôm đó Hùng ra hội chợ sớm, nhìn xung quanh chợt nhớ giấc mơ mà ớn lạnh sống lưng, đắn đo vì hôm đó là ngày 2 tây tháng 5, bán đêm cuối, nếu dọn sớm uổng một đêm, bán được đồng nào hay đồng nấy. Thấy một vài gian hàng dọn sớm, vài anh bạn gian hàng cạnh bảo: "Kệ, bán đêm cuối cho vui, bữa cuối coi chừng bán được nhiều hỏng chừng." Suy nghĩ đắn đo, thấy không yên lòng nên quyết định dọn. Thế là kêu xe chở hàng, tủ, băng rôn, áp phích về. Trong lúc dọn đồ, Hùng nổi da gà nhớ lại một chuyện. Hôm ngày 29 tây tháng 4, Hùng mua cá thả phóng sanh. Bữa mua tổng cộng là 315.000 tiền cá, trong đó có cá lóc, cá trê, cá sặc vân vân. Có một con cá trê bị thương từ lưng xuống gần đuôi. Ông bán cá bắt bỏ ra bảo: "Nó sần đầu rồi, thả không sống đâu, thả mà chết mất công." Nhìn con cá thấy thương và tội tội, Hùng bảo ông cân luôn con cá trê đó và đem thả. Lúc thả có để ý con cá trê đó, nó nổi lật ngửa một hồi, tự nhiên lật ấp lại, quẩy đuôi bơi, đảo lên xuống mấy bần, rồi lặn xuống luôn. Hùng nghĩ lại trong giấc mơ, thấy người phụ nữ có vết thẹo dài từ bả vai xuống tới gần lưng quần, giống như là con cá trê bị thương đó. Giờ nhớ lại nổi cả da gà, thân thể người phụ nữ và cả hai cọng tóc dài lòng thòng như đôi râu cá trê, miệng rộng quịch, đầu dẹp dẹp, nhìn xấu xí vô cùng. Hôm sau khi Hùng quay trở lại hội chợ, thì Hùng nhìn thấy gian hàng của mình đã bị sập. Từ ngoài vào thấy cây đè xuống gian hàng của mình mà ớn lạnh. Thiết nghĩ nếu Hùng vẫn còn bán hàng đứng trong đó, nhẹ thì đập đầu gãy tay, gãy chân hoặc gãy xương, nặng thì chết. Có lẽ nhờ phước phóng sanh mà Hùng giữ được mạng. Lời bàn, tôi thường khuyên mọi người phóng sanh, phước đức không chỉ đời sau mới đến, mà sẽ đến ngay trong chính cuộc sống này. Tôi nghĩ ông bán cá sẽ bỏ nghề khi tôi kể chuyện này cho ông nghe. Hùng ăn chay từ bé, không ăn thịt cá, thường hay phóng sanh, có lẽ nhờ công đức phóng sanh mà thoát nạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý liên hữu,
Từ khi sư phụ từ Mỹ về, người bắt đầu truyền bá văn sao của tổ sư Ấn Quang. Văn theo lời của tổ sư chỉ dạy, sư phụ đã hướng dẫn cho đại chúng. Lúc niệm Phật ra tiếng thì niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật cho có lòng cung kính. Nếu không niệm 6 chữ sẽ thành ngạo mạn, nhưng hộ niệm thì vẫn niệm 4 chữ để cho người bệnh dễ niệm theo. Và niệm trong tâm thì niệm 4 chữ A Di Đà Phật. Nếu niệm 6 chữ thì do niệm nhiều chữ quá sẽ khó niệm. Sư phụ cũng nhắc nhở chúng ta niệm Phật phải từ tâm khởi lên, tiếng thoát ra miệng, lọt vào tai. Một câu như thế và trăm ngàn câu vẫn như thế. Trong lá thư trả lời cư sĩ Trác Trí Lập, tổ sư Ấn Quang ngài có nói, niệm Phật nên niệm 6 chữ, niệm 4 chữ cũng được. Như lúc đầu thì niệm 6 chữ, niệm đến nửa chừng hoặc lúc sắp ngưng, bèn niệm 4 chữ. Nếu từ đầu đến cuối chẳng niệm Nam Mô, sẽ thành ngạo mạn coi thường. Trong kinh, phàm chỗ nào xưng danh hiệu Phật, không đâu chẳng đều có chữ Nam Mô, há nên tự lập chương trình. Trong lá thư trả lời cư sĩ Trần Phi Thanh, tổ sư ngài cũng khai thị. Nhận được thư, biết ông tâm nguyện rộng lớn, công phu thuần mật, khôn ngăn vui mừng, an ủi. Chỉ xin ông nhất tâm niệm Phật, chẳng cần phải mong cầu gặp quan, gặp hay không gặp, mặc cho nhân duyên. Nếu đọc kỹ văn sao, hành theo đó, chính là thấu hiểu lòng quan, há chẳng thân thiết như gặp mặt quan hay sao? Niệm Phật nên niệm 6 chữ, hoặc trước hết phải niệm 6 chữ, đến lúc sắp xong niệm 4 chữ. Từ đầu đến cuối niệm 4 chữ hơi không hợp lẽ, bởi hai chữ Nam Mô có nghĩa là quy y, cung kính, đảnh lễ, cứu độ con, vân vân. Lại nữa, khi trợ niệm cho người lúc lâm chung, nên niệm Phật hiệu gồm 4 chữ. Lúc bắt đầu thì niệm vài câu 6 chữ, rồi sau đó chuyên niệm 4 chữ A Di Đà Phật, chẳng niệm Nam Mô. Do ít chữ dễ niệm nên bệnh nhân sẽ niệm theo được, hoặc nhiếp tâm lắng nghe đều đỡ tốn tâm lực. Quyến thuộc trong nhà niệm như vậy, mà thỉnh thiện hữu bên ngoài đến trợ niệm thì cũng niệm như vậy. Dù nhiều người hay ít người đều phải niệm như thế. Chẳng nên niệm một chốc lại ngưng nghỉ rồi lại niệm, khiến cho bệnh nhân niệm Phật gián đoạn. Nếu gặp lúc ăn cơm thì nên ăn vào lúc thay phiên, đừng ngớt tiếng niệm Phật. Nếu bệnh tình còn chưa đến nỗi sắp chết vào bất cứ lúc nào thì nên chia ban niệm Phật, nên chia thành 3 ban, mỗi ban hạn định mấy người. Ban đầu tiên niệm Phật ra tiếng, ban thứ hai và thứ ba niệm thầm. Niệm một tiếng đồng hồ thì ban thứ hai niệm tiếp, ban thứ nhất, ban thứ ba niệm thầm. Nếu có chuyện nhỏ thì nên lo liệu trong lúc niệm thầm, còn trong lúc trực ban trọn chẳng nên bỏ đi. Ban thứ hai niệm xong, ban thứ ba niệm tiếp, xong rồi liền trở lại từ đầu, niệm một tiếng, nghỉ hai tiếng. Như vậy thì niệm suốt cả ngày đêm cũng không mệt nhọc lắm. Ông ta đã không thể cử động được thì suốt ngày dùng tâm chí thành niệm Phật, hoặc niệm lớn tiếng, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm trong tâm đều được. Niệm ra tiếng thì có thể niệm 6 chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm, nên niệm 4 chữ. Bất luận niệm lớn tiếng hay nhỏ tiếng, đều phải trong tâm niệm cho rõ ràng rành rẽ, miệng niệm cho rõ ràng rành rẽ, tai nghe cho rõ ràng rành rẽ. Tuy chẳng thể lễ bái, trong tâm thường phải giữ lòng cung kính như đối trước Phật, như té vào lửa nước, cầu xin cứu giúp, trọn chẳng dám khởi một tâm niệm không chánh đáng. Từ sáng đến tối, ngủ thì để mặc đó, thức dậy lại niệm tiếp. Lấy niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần của chính mình thì sẽ có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, có thể hy vọng lành bệnh yên thân. Lành bệnh rồi vẫn chẳng được buông bỏ, cứ tiếp tục niệm Phật. Nếu có thể niệm tại đâu, chú tâm tại đó, niệm đến cùng cực, tình mất sạch, tâm không Phật hiện, sẽ chứng được tam muội ngay trong đời này,
đến lúc lâm chung, sanh trong thượng thượng phẩm, có thể nói là đã hoàn tất sự tu trì đến cùng cực vậy. Tổ sư Ấn Quang khai thị niệm Quán Âm và thần chú Đại Bi. Bệnh dịch đang lan truyền, vợ con đều mắc bệnh. Hãy dạy bọn họ ai nấy đều chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu ông có thể niệm chú Đại Bi, thì hãy gia trì nước Đại Bi cho họ uống, sẽ tự được lành bệnh, không cần phải miệt mài chữa trị. Còn nói đến chuyện niệm Quán Âm để cầu sanh Tây Phương, thì có gì là không được? Chẳng thấy Kinh Lăng Nghiêm nói cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu phú quý được phú quý, cầu trường thọ được trường thọ. Như thế cho đến cầu Đại Niết Bàn sẽ đắc Đại Niết Bàn đó ư? Đại Niết Bàn là lý thể chứng được khi thành Phật, rốt ráo thành Phật mà còn đạt được, huống hồ vãng sanh Tây Phương ư? Lại phải giữ tấm lòng từ thiện, lợi người lợi vật. Lợi người lợi vật thì chẳng nhất định cần đến tiền, mà chỉ cần giữ tấm lòng tốt, nói lời lành, làm chuyện tốt. Phàm những tâm, những lời, những chuyện không lợi ích đều chẳng giữ, chẳng nói, chẳng làm. Đầy ấp bụng dạ là một khối nguyên khí thái hòa, bừng bừng ý niệm vì chúng sanh, lại còn phải chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Hãy nên niệm theo cách này, niệm càng nhiều càng tốt. Sáng tối lễ bái, niệm bao nhiêu đó, ngoài ra đi đứng nằm ngồi đều niệm. Lúc đi ngủ tuy vẫn niệm, nhưng phải giữ lòng cung kính. Hãy nên mặc áo quần, đừng nên trần truồng. Hãy nên niệm thầm, chớ nên niệm ra tiếng. Niệm thầm thì nếu nhiều chữ sẽ khó niệm, có thể bỏ đi hai chữ Nam Mô, chỉ niệm năm chữ Quán Thế Âm Bồ Tát. Chú Bạch Y niệm cũng được, không niệm cũng chẳng sao. Trước kia Quang Chẳng trì chú Đại Bi, năm Dân Quốc 21-1932, Quang bế quan tại chùa Bảo Quốc. Mẹ ông Ngô Hằng Tôn ở ngõ cầu Tây Hoa, bệnh tình nguy cấp. Ông Hằng Tôn đang ở Bắc Kinh, người nhà vội đánh điện gọi ông về. Vợ ông ta sai người đến chùa Bảo Quốc, xin Quang tụng cho một chén nước Đại Bi. Quang liền niệm ba biến, bảo cầm về. Uống vào bà cụ liền tỉnh lại, không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa. Sợ Hằng Tôn lo lắng, họ bèn đánh điện nói bệnh đã không còn nguy ngập nữa, Hằng Tôn bèn không về. Đối với công khóa sớm tối, ngoài việc theo cả chùa thực hiện công khóa ra, mỗi tối niệm thêm chú Đại Bi 50 lượt hoặc 25 lượt. Ngoài ra hãy lúc nào rảnh thì niệm Phật, chẳng nhớ số, bởi nhớ số tốn sức. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Nguyễn Thượng, thư trả lời cư sĩ Du Hữu Di năm 1937. Nay gửi cho thận tu và lệnh ái Hữu Trinh mỗi người một bao tro hương Đại Bi. Tro này đã gia trì hơn 3 tháng rồi. Mỗi ngày nếu ít thì tụng 50 biến, nhiều thì 75 biến. Đựng trong thùng bánh quy to, mỗi thùng khoảng hơn 10 cân. Phỏng tính đã trì tụng chú Đại Bi đến 6-7 ngàn biến. Một bao tro này có thể dùng để pha nước được khoảng 200-300 lần. Pha lần đầu nên dùng 1/20 lượng tro ấy bỏ trong chén lớn, dùng nước sôi để hòa, khuấy lên, đợi cho chất tro lắng xuống, đem nước ấy đổ vào trong bầu hay trong bình, mỗi ngày uống 3 lần. Hãy nên ăn chay, thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có công hiệu thần diệu. Sau khi bệnh lành hẳn rồi, nên pha ít đi, không cần phải uống 1/20 giống như trước nữa. Nếu không tin, không chí thành sẽ vô hiệu. Người phú quý lắm bệnh, một là vì chẳng chịu cắt tay nhấc chân làm chuyện gì, huyết mạch không thông suốt. Hai là vì ăn nhiều các món huyết nhục, nếu gặp phải món có chất độc thì họa hoạn chẳng nhỏ, không chừng bị mất mạng. Dẫu là con vật không độc, nhưng do lúc nó bị giết, hận tâm kết lại nên thịt nó có độc tánh. Tuy chẳng có tác dụng giết chết người ngay lập tức, nhưng chất độc tích lại lâu ngày, ắt sẽ phát ra thành ghẻ, thành bệnh. Bà Trầm nhà họ Trương chịu để cho thận tu kiên giết ăn chay
thì bệnh đờm sẽ được lành ngay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát tri kiến hương quang minh vân đài biến pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay ngày mùng 3 tháng 3 năm Nhâm Dần âm lịch, chư vị Phật tử phát Bồ Đề tâm bỏ tịnh tài ra mua tất cả chúng sanh đem về phóng sanh. Quý vị được công đức tài thấy là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Đáng lễ chiều hôm nay con cá con chim con lương nị bị cắt cổ nhổ lông chiên xào nấu nướng đau đớn hoàng hoài sợ hãi ranh la. Quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thấy là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Và tất cả chúng sanh hôm nay được quý vị mua về đây để quy y tam bảo sám hối nghiệp chướng, được nghe câu quảng đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, được nghe chánh pháp, quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ trí tuệ sáng suốt thông minh. Đó là những công đức trong kinh Đại Tập Đức Phật đã dạy như thế. Này tất cả chúng sanh, giờ đây quý vị hãy lắng lòng thanh tịnh để nghe chư tăng khai thị. Trong kinh Phạm Võng dạy rằng người chết làm cá chết làm người chết làm lương chết làm người chết làm chim chết làm người vân vân, sanh tử luân hồi bao nhiêu đời kiếp đến ngày hôm nay. Sở dĩ quý vị mang thân loại súc sanh này là trong nhiều đời quý vị đã tạo nhiều nghiệp xấu ác, nhất là nghiệp si mê, không biết đâu là thiện là ác, là đúng là sai, là chánh là tà, cho nên tạo những nghiệp xấu ác. Giờ đây thân mạng quý vị phải làm loài súc sanh, làm thức ăn nhà người sống chết gửi trên giao thớt. Vì vậy cho nên hôm nay quý vị nên phát tâm quy y tâm bảo sám hối nghiệp chướng, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chi tịnh thị biến sáng tam thiên, tinh không bát đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tân duyên diệt tội tiêu khiên hỏi diệm hóa hồng liên. Nam mô thanh lương địa Bồ Tát, Nam mô thanh lương địa Bồ Tát, Nam mô thanh lương địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phù thử thị giả bát công đức thị tại thiên chân thiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần, biến nhập tỳ lô hoa tạng giới cá chung vô sứ bất siêu luân thị bất tẩy thị diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần vãn tác tự kỷ quyên trường nội ngoài đẳng địch đàn tràng sái vô mộng nhi tác dương xuân. Khi cái bàn gì thành tịnh độ sơ phì đạo nội ngoại trung gian vô trượt vé thánh phàm hữu hiện tổng thanh lương Bồ Tát liệu đầu cam lộ thủy năng linh nhất đích biến thập phương. Tình chuyên cấu ế tặng quyên trừ phổ sái pháp duyên tất thanh tịnh này chúng hữu tình bạn nhất thiết nghiệp chướng đất sanh căn bản tịnh độ đà lã ni na. Đầy các loài chúng sanh kia các người nên nhớ cho khi bồ tướng xuống sanh hướng tâm về tam bảo được trở lại làm người đầy đủ gồm chánh pháp tinh sâu cùng nguyện thiên chuyên niệm Phật Di Đà. Chứng được ngồi bằng thôi để đo từ chúng sanh. Nam mô tịnh độ phẩm Bồ Tát, Nam mô tịnh độ phẩm Bồ Tát, Nam mô tịnh độ phẩm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng sanh này có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều gì rằng các người trước lòng trường tục lắm nên đời này chìm đắm sông mê. Gây bao tội ác lại về mang thân sống đò đầy trên từng đau khổ lòng về sừng cơ đường đường đâu dù là về chứng lần sau lưới về tên bắn mô cô thà mồi ta cầm bơ cùng với phương đồng đúng đó dù khi không ai thương hồn còn vọng bắn nâu ra sông nồi. Bây giờ nhờ các vị thì nhân cứu cho người được thoát thân đến đây lại đường nhờ ơn phép màu vì người kịp hồi đồng quyên phần sống trong lòng vi pháp quy tăng hết lòng sám hối thương tâm nhẹ nhàng này các loại chúng sanh kia các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si tự thân biến ý mà sanh ra. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy phần lượng tu chúng tôn. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy pháp đi dùng chúng tôn. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy tăng chúng chúng tôn. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy phật không đồ địa ngục. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy pháp không đồ ngạ quỷ. Này các loài chúng sanh. Cùng đồ bằng sanh Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Đà Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Tát Như Lai, Nam mô Diệu Sáng Thân Như Lai, Nam mô Hoàng Bảo Tự Như Lai, Nam mô Ly Vô Úy Như Lai. Nam mô A Di Đà Như Lai, quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành. Cầu nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Tịnh Độ Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Tịnh Độ Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Tịnh Độ Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Phong Sanh Công Đức Tu Tấn Hành Năng. Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tông vọng vô lượng quang Phật sanh nguyện tiêu tam chư chư phiền não hoàn nguyện đắc chiến với chân minh liệu phổ nguyện tôi chúng ta tiêu trừ thế thế thượng hạnh bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chung cầu phẩm liên hoa vi phù màu bằng thôi bồ tát vì bằng lương nguyện di từ công đức phổ cầm mưa chân thiên đang ở đằng giữa chúng sanh giai công thành Phật đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đời từ đại bi tiếp dừng đạo sư Di Đà Phật liên tòa chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Hùng Đại Lượng Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhận Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát. Phụng Nguyên Thường Chư Bồ Nhữ Tăng Vi Pháp Luân Thường Chuyên Phôn Điều Vua Thượng Vương Thế Dân An Thiên Hạ Thái Bình Chúng Sanh An Lành. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hưởng chân nghiêm tây phương cội nước Phật ngã chi đà trên đền bốn ương đằng dưới cô cầu ba đường những người thấy nghe đường điều phá tâm bồ đề đồng sanh cõi tây phương cực lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng cầu an cho tất cả chúng sanh đang bị dịch bệnh corona trên toàn thế giới và cầu an cho đệ tử chúng con cùng thân bằng quyến thuộc và tất cả chúng sanh cùng chư vị đáng chân sơ kỳ án nơi đây. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hưởng kỳ siêu cho tất cả chúng sanh đã chết vì dịch bệnh corona trên toàn thế giới cõi cùng cầu siêu cho chư vị linh cửu huyền đang tọa tập diện lợi cố hồng vĩ hạ xa hữu vị hữu danh vô vị và chư vị nên tha nhi cùng chư vị linh có duyên với chúng con và các vị ông gia trái chùa giống như đời nhiều kiếp đã bị chúng con cố ý học vô tình rồi xuống người sát hại. Hôm nay chúng con đem tất cả công đức phóng sanh này hồi hướng cho vị sớm bản sanh vị cõi tây phương cực lạc. Phổ nguyện ân sư dẫn dục phụ mọi sanh thành đằng nai thánh thí tăng ích phước điện ẩm sư dương thế bất cho chúng sanh tình giữ vô tình đồng sanh cực lạc đồng kiến di đà đồng ngọc vô sanh đồng thành Phật đạo nam mô đa phần tử quy phần xin nguyện chúng sanh thể theo đầu ca quẩn lòng vô thường thường quy pháp tấu rõ kinh tạng chi huệ như biển thường quy tăng xin nguyện chúng sanh thủng ly đại chúng tất cả không ngại nguyện đem công đưa này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, website www.vôlượngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 747474 hoặc 0933 447 312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh mới có phẩm Phổ Môn, kinh A Di Đà và Ngũ Bách Danh,
hoặc các sách của Tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại 0792 344 948 0904 775 948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1, tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0561 000 747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 1111747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank Lâm Đồng France, Bank Express 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng Province. Script code BFTVVNVX056. Account no 0561 370 747474. Name of account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.